Cuộc sống vội vã nên đôi khi ta vô tình quên đi những thứ hạnh phúc giản dị nhất. Và ngày hôm đó có thể là ngày sinh nhật của người ta rất yêu thương. Anh nhận được bánh chưa ạ? Anh nhận được bánh rồi. Chan Ghetto, đồng hành cùng những niềm vui.